Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đây đang là một thiết bị bắt wifi mang tên là LB-Link. Và cái thiết bị này thì mình vừa mới mua về, hôm nay mình sẽ mở hộp ra và xem là nó kết nối như thế nào và cách thức hoạt động nó ra sao nhé. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là cái thiết bị LB-Link này nhìn rất là nhỏ gọn. Nó chỉ tương tự như là cái tuột của USB thôi. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây là cái con đầu chip kết nối của con chuột USB này. Đây, chuột không dây. Và các bạn có thể nhìn thấy được là cái đầu thu wifi này nó sẽ nhỏ tương tự như cái đầu chip của USB đó, thì rất là gọn gàng, rất là nhỏ và rất là tiện. Đây là một cái thiết bị mà mình đánh giá là nó, nếu mà chất lượng có ổn ấy, thì đây là một cái thiết bị cực kỳ tốt đó. Nó không phải cần có những cái thiết bị kết nối như là có dâu hay là có những cái dây cái mạng link ngoài nữa, nó sẽ không mất diện tích nữa, mà đây là một cái thiết bị cực kỳ hay dành cho những cái máy tính bàn. Đấy, máy tính bàn hoặc là những cái laptop mà bị hỏng cái wifi ấy, thì đây sẽ là một cái USB thu wifi rất là tốt, rất là gọn, rất là tiện, các bạn có thể mang đi khắp nơi nhỉ. Về những cái đặc điểm của cái thiết bị thu wifi này thì bạn có thể thấy là tốc độ nó là 150 m và nó sẽ có cái đường truyền ở đây thì nó ghi là 11n wireless tích, công nghệ wifi 11n đó, tốc độ đường truyền là 150 m. Đấy, và là một cái thiết kế mới là new mini design nhá. Vậy là một cái thiết kế wifi rất là nhỏ, mini như thế này. Rồi, về mặt sau thì nó sẽ ghi một số những cái thông tin, ví dụ như là có kết nối là cổng 2.0, USB 2.0. Đó, và chỉ hỗ trợ được cái giải băng tần là 2.4 thôi chứ không hỗ trợ được 5G. Đấy, không hỗ trợ được 5G nhá. Rồi. Đấy, hỗ trợ được từ Win 7 đến Win 10. Đó. Ok. Thì bây giờ mình sẽ nó có hai cái chế độ để bắt này, nghĩa là khi các bạn kết nối với cái máy cây rồi ấy thì nó sẽ có một là bắt tín hiệu internet qua cái cục phát wifi, và thứ hai là có thể bắt được wifi qua các thứ như là máy tính bảng hay là điện thoại phát ra. Đó, điện thoại phát ra thì máy bàn vẫn có thể bắt được. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp cái thiết bị này ra, sau đó cắm vào cây xem như thế nào. Đây, ở đây thì nó sẽ có một cái đĩa là driver đi kèm. Đó, thì các bạn sẽ sử dụng cái đĩa này, nhưng mà đa số bây giờ những cái máy tính ấy, gần như là bỏ hết cái cổng đĩa driver rồi, và mình sẽ có thể kết nối trên internet nhé. Đấy, internet. Còn nếu mà vẫn có cái cổng này thì các bạn sẽ cắm cho mình vào cho vào máy tính và chạy luôn, nó sẽ hiển thị ổ đĩa như thế này và kích vào và chạy driver lên luôn. Đấy, còn nếu không thì các bạn có thể tải trên mạng về, các bạn chỉ cần gõ là driver của cái mã là LB-Link như thế này thôi là được. Đây, bây giờ mình sẽ xem bên trong như thế nào. Thứ nhất, về mặt trước thì không có gì cả, mặt sau thì nó ghi chữ là LB-Link như thế này. Đó, LB-Link thương hiệu. Rồi, ở đây có tem bảo hành nhá, tem bảo hành thì mình mua trên mạng thôi. Đấy, các bạn xem đây, kích thước đây rất là gọn gàng, rất là nhỏ, kết nối vào cổng USB. Rồi, đây vừa luôn vào cái cổng của cái con chuột như thế này luôn, rất là gọn gàng. Bây giờ mình sẽ kết nối cái này lên cái máy tính bàn xem nó như thế nào nhá. Đây, cái máy tính bàn của mình đây thì các bạn có thể nhìn thấy hiện tại là nó đang không có internet. Đây, nó không có internet nhá, nó hiển thị hình quả địa cầu như thế này là không có internet. Rồi, bây giờ mình sẽ kết nối cái wifi này và cổng qua cổng USB. Thì đây là cái máy tính của mình sẽ kết nối ở cổng USB nhá. Đây, mình sẽ cắm cái cây của cổng USB. Và cổng USB đây của mình là cổng USB 2.0. Mình sẽ cắm vào cổng 2.0. Đó, ngay lập tức máy báo nhận luôn. Rồi, mình sẽ quay tiếp về màn hình. Khi kết nối xong rồi thì cái USB này cần yêu cầu phải có wifi mới có thể có driver mới có thể chạy được. Thì các bạn sẽ kết nối mạng với cái chiếc máy tính của mình, sau đó download, gõ là link tải driver của cái modem đó là BLWN151 series. Đấy, thì bạn gõ như thế này là được, là nó sẽ ra một cái bảng link của LB-Link như thế này. Hoặc là nếu mà máy không có internet thì các bạn sẽ sử dụng wifi nhé, wifi ở một cái máy khác copy xong là tải download về và dùng USB để copy sang. Đấy, sau khi tải về xong rồi thì chúng ta sẽ có một cái file nén như thế này và các bạn sẽ giải nén ra cho mình. Rồi, sau khi giải nén xong thì nó sẽ có một cái folder như này, các bạn sẽ mở folder lên. Đó, và các bạn sẽ cài đặt nó lên cho mình nhé. Đây, cài đặt lên. Đấy, thì tiếp tục nó sẽ báo là cái này sẽ được bảo vệ ở Windows, thì các bạn sẽ bấm vào mục Run Away cho mình.
Đấy, yes, cài đặt. Rồi và ấn cài đặt nó lên. Ngay sau khi cài đặt xong cái driver đấy, và nếu bạn nào không có driver này thì bạn có thể comment bên dưới và inbox cho mình sẽ gửi link cho các bạn để các bạn download về nhé. Ok, thì các bạn sẽ kích vào cái phần đây wifi cho mình và kích vào cái phần quả địa cầu đó. Ngay sau khi cài đặt driver xong thì nó sẽ hiển thị ra như thế này và các bạn đã có thể bắt được wifi cho cái máy cây đấy, cho cái máy bàn. Bây giờ mình sẽ thử rút cái USB wifi ra nhá. Đây, ví dụ bây giờ mình sẽ mở cho bạn xem này. Bây giờ mình sẽ rút ra này. Đây là cái dây sạc này. Bây giờ mình sẽ rút cái wifi này ra. Đó, ngay khi mình rút ra thì sẽ mất luôn nhá. Mất luôn và không còn kết nối nữa. Đấy, bây giờ mình cắm lại cho các bạn xem. Đó, mình cắm lại. Rồi. À, sau khi mình cắm lại thì mình sẽ mở lên cho các bạn xem này. Đây. Các bạn chờ một chút. Ngay sau khi cắm vào, chờ một chút nó lận thiết bị thôi là các bạn có thể bắt được wifi. Và bây giờ mình sẽ kết nối với wifi nhé. Đây. Có một cái hạn chế là cái USB này thì nó không bắt được cái wifi là 5G mà chỉ bắt được cái tần số là 2,4 nhá. Đấy, 2,4G thôi. Nên các bạn phải lưu ý một vấn đề như thế. Đấy, như vậy là các bạn nên nhìn thấy được wifi đã kết nối thành công. Đó. Đấy. Bạn thể nhìn thấy wifi đã kết nối thành công và chúng ta đã có thể vào internet một cách bình thường rồi. Đó. Ok, thì trên đây là cái quá trình hướng dẫn cách kết nối sử dụng cái USB wifi rất là đơn giản. Nano TP-LP Link này rất là gọn gàng, nhỏ gọn. Để bắt wifi cho cái máy tính bảng và cho đối với những cái laptop nào mà bị hỏng cả wifi. Đấy, thì trên đây là cái quá trình hướng dẫn nhanh của mình. Các bạn có thể vào trong playlist mình tham khảo thêm clip khác nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.